quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến, hải âu ơi cánh chim vờn trên sông, cùng bay nào cho trái đất quay, cùng bay nào cho trái đất quay, trái đất này là của chúng mình, vàng trắng bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý đầy hương thơm, nắng tô màu tươi thắm, màu hoa nào cũng quay cùng thơm, màu da nào cũng quay cùng thơm, trái đất này là của chúng mình, cùng siết tay mà thắm cười xinh bình minh nói khúc ca ngày em ấm, học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng, hành tinh này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta. Trẻ con từ rừng già cho đến với người rất tham ăn với lại ham chơi. Là nơi vinh dự tổ chức lễ thôi nôi của bé Minh Phúc, con của anh chị Lê Thái Điền Trí và Ngô Giảng Linh. Và lời đầu tiên xin trân trọng kính gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, khi sinh ra và lớn lên, tất cả chúng ta đều trải qua những ngày tháng được sống trong vòng tay yêu thương của những bậc làm cha, làm mẹ. Và niềm hạnh phúc của nhân vật làm cha làm mẹ là được chứng kiến những thiên thần bé nhỏ của mình được khôn lớn và trưởng thành. Và hôm nay, ngày vui, ngày hạnh phúc ấy đã đến với gia đình anh chị Điền Trí và Giảng Linh khi được chứng kiến sinh nhật lần đầu tiên của bé Minh Phúc, quý tử của anh chị Trí Linh. Và không đợi quý vị đợi lâu, xin mời nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, xin mời lên sân khấu anh chị Điền Trí và Giảng Linh và nhân vật chính Minh Phúc.
ơn quý vị. Một lần nữa, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc phúc cho gia đình anh chị Điền Trí, Dạ Linh và bé Minh Phúc. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và trong ngày vui hôm nay, xin mời đại diện ba mẹ của bé, đó là chị Giảng Linh, sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. Lần đầu tiên cho kính thưa nội ngoại hay bên gia đình và quý công ty, bạn bè, đồng nghiệp, và chúng con xin cảm ơn nội ngoại hay bên gia đình và công ty đã đến ngay dự buổi tiệc hôm nay của bé Minh Phúc. Thì trong buổi tiệc có những gì sai sót thì con kính mong là nội ngoại hai bên gia đình và bạn bè bỏ qua. Một lần nữa con xin chúc quý khách ngon miệng. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu thật dễ thương của mẹ của bé. Và tiếp tục chương trình, xin mời ba mẹ và bé cùng tiến tới tháp bánh để cắt bánh sinh nhật cho ngày vui hôm nay. Ý nghĩa trong ngày vui hôm nay, xin cảm ơn bà con người ngoại hai bên gia đình cùng quý đồng nghiệp, quý công ty đã đến tham dự thật đầy đủ trong buổi tiệc thôi nôi mừng cho bé Minh Phúc. Hai ba,
thầy ba đứng yên đó nha. Trong nhà chở nó ẩm cái giọng. Ok. Ừ. Cả nhà 1 2 3. Ok, dạ rồi. Rồi nha. Rồi 1 2 3. Rồi đứng đây 1 2 3. Rồi ok được rồi. Rồi rồi, nhìn đây rồi. 1 2 3. 2 3. Go. Ok. Mà là đã hồng dành riêng cho ba. Ba là mái nhà che con và má. Con là nụ hoa đẹp xinh nhất nhà. Nhà mình yêu thương sống vui thật hòa. Nhà mình bốn mùa rộn vang câu ca. Ba thật cũng đàn vui tươi rộn ra. Nói bắt bài ca con hát chen hòa. Hạnh phúc ngọt ngào hơn cả là đã.